Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Rồi, ngay bây giờ Như sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa nay. Thì cái câu chuyện này á là Như được một chị gửi lại cho Như. Chị nói á, câu chuyện này á, là do bà nội của chị kể lại hen. Thì nhân vật chính trong câu chuyện này á là một chị đó chỉ tên là chị Nhân. Ở trong gia đình chị Nhân á, là có tổng cộng 4 người, ba mẹ của chị Nhân. Chị Nhân á, là người con cả và sau chị Nhân nữa là cái người em út của chị Nhân. Chị kia á, là một cái người con gái rất là xinh đẹp, nhỏ hơn chị Nhân 2 tuổi. Em gái của mình á, càng xinh đẹp bao nhiêu thì chị Nhân này á, lại có ngoại hình không có được xinh đẹp như vậy. Ở trên mặt của chị Nhân á, thì nó có những cái bớt đen đen rồi những cái bớt chấm giống như là tàn nhang của mình vậy đó. Ở nguyên cái khuôn mặt nhìn nó không có thẩm mỹ lắm. Và có thêm một điều nữa là chị Nhân á, bà bị tật một cái chân từ nhỏ rồi. Nên chị đi hồi nào á, cũng thấy đi cà nhắc hết trơn á. Ở trong gia đình của chị Nhân là chủ yếu kinh doanh về buôn bán vải rồi may mặc. Ba mẹ của chị á, từ hồi mà lúc chị mới sinh ra thấy hình hài của chị xấu xí mà tật nguyền vậy nên ba mẹ không có yêu thương chị chút xíu nào hết trơn á. Tất cả tình cảm là ba mẹ của chị á, đều dành cho cái người con út kia. Đi đâu thì ba mẹ cũng dẫn người con út đó theo, là một cái niềm tự hào với ba mẹ luôn. Trong khi chị Nhân này thì chị như vậy, suốt ngày là ba mẹ chỉ bắt chị quẩn quanh ở trong nhà rồi làm việc nhà, không bao giờ cho chị đi ra ngoài shop thời trang của mình hết, sợ là làm mất mặt gia đình. Ba mẹ chị ghẻ lạnh với chị lắm, thậm chí là còn ghét bỏ chị nữa. Ở trong nhà chị xuất hiện giống như là một con gián vậy đó, gia đình nhìn ở đâu cũng ngứa mắt với chị hết. Mà chị Nhân này á, trái ngược với ngoại hình xấu xí của chị thì chị là một cái người rất là dễ thương, dễ mến, tốt bụng nữa. Những người hàng xóm ở gần đó người ta cũng biết tính tình của chị Nhân này, bà dễ thương dữ lắm, nói chuyện thì cũng lễ phép, ngoan ngoãn. Chứ cái người mà em gái của chị Nhân đó, xinh đẹp thì xinh đẹp vậy chứ tính tình là hống hách, kiêu ngạo dữ lắm. Trải qua 20 mấy năm sống lầm lũi ở trong nhà, cứ lủi thủi vậy đó. Rồi mỗi lần mà đi ra khỏi nhà, chị phải trùm kín lại, đừng có cho người ta thấy nhan sắc của mình. Chứ có ai mà thấy thì người ta sẽ kỳ thị chị và chọc ghẹo chị. Có nhiều lần á, chị Nhân này bị mấy cái đứa nhỏ nó thấy vậy đó, cái nó ném đá chị rồi nó ném trứng. Nó coi chị giống như là một con quái vật vậy đó. Cho tới một cái ngày đó thì chị Nhân này vô tình gặp được một cái anh kia. Anh đó ảnh tên là anh Thịnh. Anh Thịnh thì nhà cửa của ảnh cũng bình thường, ngoại hình của ảnh cũng sáng láng, đẹp trai. Và anh Thịnh đó gặp chị Nhân này, hai người từ từ phát sinh tình cảm với nhau. Anh Thịnh không có chê chị này là xấu xí hay là bị tàn tật gì đâu. Ảnh mến chị bởi vì là cái tâm của chị Nhân thì tốt và chị cũng rất là dễ thương nữa, tính tình thì hòa đồng vui vẻ. Nên hai người đã có tình cảm với nhau rồi. Dần dà thì hai người mới bắt đầu là yêu đương lén lút rồi phát sinh một cái mối quan hệ. Tới cái ngày đó thì chị này chỉ phát hiện là chị đang có bầu với lại anh Thịnh rồi. Anh Thịnh kia ảnh cũng là một cái người đàn ông lắm. Khi mà ảnh làm chị này có thai xong á, ảnh nói giờ kêu chị Nhân dẫn ảnh về bên nhà đi để cho ảnh nói chuyện với ba mẹ. Rồi có gì thì ảnh sẽ đứng ra ảnh cưới chị luôn. Dù là nhà của ảnh không có giàu có chứ đủ sức là lo được cho chị Nhân. Rồi hen, khi mà biết được người đàn ông mình yêu quá tốt vậy thì hai người trong liền ngày hôm đó đã cùng đi tới nhà của chị Nhân này. Sau khi đi tới nhà rồi, ba mẹ có mặt đầy đủ rồi nhỏ em cũng có mặt ở trong nhà luôn. Chị với anh Thịnh, hai người mới đi vô thú thật mọi sự việc vậy đó. Mong cho gia đình sẽ tác hợp cho hai anh chị tiến tới với nhau. Mới đầu khi mà nghe con gái của mình nói vậy xong, ba của chị Nhân có một cái thái độ kỳ lắm. Cái mặt của ổng thản nhiên như hông vậy đó.
Ổng nghe hết câu chuyện rồi, ổng mới kêu là anh Thịnh kia về đi. Có gì hồi qua bữa sau sẽ nói lại với ảnh. Rồi bắt đầu là nói ngon nói ngọt đuổi anh về. Anh Thịnh này cũng không có muốn về lắm đâu, mà nhà của người ta đó rồi gia đình này kia đồ, nên kêu ảnh này đuổi anh ra cổng rồi, ảnh cũng đành ngậm ngùi anh về. Tới cái lúc còn lại ở trong nhà này, chỉ là nội bộ gia đình với nhau thôi, thì ba của chị Nhân á, ổng đã lộ rõ cái bộ mặt của ổng. Từ hồi trước tới giờ đẻ con ra, đã không có yêu thương thì thôi, tới bây giờ khi chị có bầu bì vậy đó, chị cũng đã thú thật rồi, ở bên người cha của đứa bé này cũng nhận trách nhiệm về mình luôn, mà ổng không có chịu. Ổng với lại là vợ của ổng hai người sỉ vả chị này thêm một lúc nữa, bởi vì chị làm vậy là mất mặt gia đình quá. Mà quen ai không quen, lại quen cái thằng nghèo kiết xác như vậy nữa. Ổng càng chửi càng hăng. Sau đó ba của chị Nhân đã lấy cái đồ gạt tàn thuốc đập thiệt là mạnh vô trong đầu của chị. Chị ngã ra chị té thì máu đã bắt đầu chảy chảy xuống rồi. Mà chị đau đớn, chị bị tủi nhục ẩn khuất quá, chị mới liếc con mắt lên, chị nhìn chằm chằm vào thẳng trong mặt người ba của mình. Ngay lúc đó thì cái ông này ổng càng lên cơn điên tiết nữa. Ổng cầm lấy cái đồ gạt tàn thuốc đó, ổng đánh tới tấp vô trong đầu của chị. Đánh tới khi mà cái đầu nó dập nát như là một cái trái cà chua bị nát te tua. Lúc đó thì ổng mới dừng tay lại. Chứng kiến cái cảnh đó thì mẹ của chị Nhân với nhỏ em gái không có ai đứng ra can ngăn gì hết trơn á, mà cứ đứng hai con mắt cứ thò lỏ dòm vậy đó. Và cuối cùng thì chị này chị đã chết tươi tại chỗ và chết dưới tay của gia đình mình và sự chứng kiến của những người thân ở trong nhà. Sau khi mà đánh xong chị này chỉ chết máu văng đầy trong nhà hết trơn hà, thì giờ gia đình mới tìm cách giờ là dục cái xác chị này đi. Chứ mà để mọi chuyện bại lộ thì mất công có vấn đề gì nữa. Rồi hen, cả nhà nghĩ coi giờ cái xác chị này để đâu. Thì ở phía sau nhà là có một cái giếng. Cái giếng này đã bỏ hoang lâu rồi. Thì lúc đó ba mẹ của chị Nhân mới bắt đầu là khiêng cái xác của chị đem ra dục ở dưới cái giếng hoang đó. Sau đó nữa thì mới lấy mấy đồ dằn cái miệng giếng lại, không có cho người ta biết. Cái chỗ giếng này là ở cách ở phía sau nhà, rồi chỗ này nó cũng khuất nữa, nơi người ta không có để ý đâu. Gia đình bàn bạc với nhau khi mà có ai hỏi gì thì sẽ nói là chị này bà bỏ nhà bà đi rồi, vậy thôi. Mạng sống của chính một đứa con ở trong nhà mà gia đình này coi không có ra cái gì hết trơn á. Ở bên gia đình của chị cứ tưởng sau khi giết chị và dục ở dưới giếng vậy là xong, nhưng mà đó chỉ mới là những cái sự khởi đầu thôi. Thì sau khi với chị này chỉ mất xong được một thời gian, mà lâu quá mấy người hàng xóm người ta không có thấy chị Nhân đi ra đi vô rồi làm việc nhà nữa. Người ta mới qua hỏi ba mẹ của chị Nhân. Ủa, hôm rồi tụi tôi không thấy Nhân, Nhân đâu rồi hả anh chị? Ta qua người ta hỏi vậy đó. Thì ba mẹ của anh chị, thì ba mẹ của chị Nhân ở bên đây mới nói chuyện với cái thái độ rất là hằn học. Cái con nhỏ đó nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Tôi mới nói nó mấy câu à, mà nó gom đồ nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Tỏ ra là mình không có biết gì hết trơn á, làm một màn diễn kịch mà cả gia đình đều diễn như vậy. Cho tới thêm một khoảng thời gian sau nữa, thỉnh thoảng là những cái người hàng xóm, người ta cứ nghe thấy cái tiếng hát của chị Nhân. Bởi vì trước đây chị Nhân bà hát ngọt cực kỳ luôn, cái giọng nghe nó thanh mà nó cao vút, nghe đã dữ lắm. Nhưng mà người ta không có phải là nghe thường xuyên nghe, cứ tầm khoảng 12 giờ mà cái ngày rằm hàng tháng thì người ta mới nghe. Mỗi khi mà nghe vậy, cái qua hôm sau người ta lại hỏi, ủa anh chị, con bé Nhân nó về rồi hả? Hôm qua tụi tôi đi ngang đây nè, tụi tôi nghe nó đứng nó hát thì phải. Khi mà nghe những người hàng xóm nói vậy, ở trong gia đình người ta cũng có một cái thái độ tỏ ra cái vẻ sợ hãi, thì mới giả bộ đến trống lảng đi. Đâu có đâu, chắc mấy anh chị nghe lộn chứ làm gì đâu, nó đi từ hôm đó tới nay rồi không có về nhà. Đó thì cũng giả bộ nói giả lả vậy đó, để mà cho qua. Trong vòng suốt một thời gian từ lúc mà chị Nhân chỉ mất á, là cứ hàng tháng người ta lại nghe thấy cái giọng hát của chị như vậy.
thì ở bên gia đình này á, nói giả lả như là không nghe gì hết. Chứ thật ra, tất cả mọi người ở trong gia đình này, cả ba người, ai cũng nghe rõ mồn một hết trơn á. Cái giọng đó chính là giọng của chị Nhân. Mà có bữa, cái bà mẹ của chị Nhân này nè, bà mới nhìn thấy. Bà đi ra phía sau nhà, bà thấy là chị Nhân á, linh hồn của bà đang đứng lơ lửng ở trên miệng giếng. Mà cái bụng á, thì càng ngày đã càng bự ra rồi. Đứng mà cả người xanh lè xanh lét hà, dòm từ trong nhà ra là cái chính bà mẹ ruột này, bà hết hồn, bà mới đóng cửa chui vô trong nhà trốn luôn. Có nhiều lần là như vậy rồi đó. Xong hen, tới tầm khoảng nửa năm sau thì nhỏ em gái của chị Nhân nè mới được gả cho một cái gia đình đó, thì hai bên là nhà ai cũng giàu có hết, mà gia đình ở bên chú rể thì giàu có và nhỉnh hơn bên đây. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối vậy á, đám cưới xong hen, tổ chức cũng rình rang, rất là lớn. Cho tới được một năm sau thì cái người con út này mới sinh ra cho gia đình đó là một cái người con trai. Bữa mà tổ chức đầy tháng á, là tổ chức ở bên nhà đàn trai, làm linh đình làm lớn dữ lắm. Sau khi mà chơi bên bển vui vẻ xong rồi mà hôm rày chưa có về nhà ngoại. Cái cô em gái đó mới cùng với chồng của mình á, là dẫn đứa nhỏ chở sang nhà của ba mẹ chị Nhân nè, để cho ông bà rồi nựng rồi sẵn qua đây biết nhà của ông bà ngoại luôn. Bữa hôm đó chơi từ buổi sáng tới buổi chiều, không có bất cứ một cái hiện tượng gì xảy ra hết. Nhưng mà tới tối ngày hôm đó, thì bình thường á, là chị này chị sẽ ở trong phòng á, chỉ cho thằng con nó bú. Còn ngồi ngoài này á, là ba mẹ với lại là chồng của chị con út đó. Đợi hoài à, sao không thấy chị này ra. Thì mọi người mới đi lại mở cái cửa phòng ra. Thì ở trong cái phòng đó trống trơn trống quát à, không có ai trống hết. Thấy như vậy người ta mới tá hỏa ra đi tìm coi chị con út kia ở đâu. Thì sau khi mà đi kiếm vòng vòng nhòm nhà xong, tới ở phía sau thì cái anh con rể em mới thấy là vợ mình á, đang ngồi ở ngay chỗ vị trí là gần với cái miệng giếng ngày xưa đã giục cái xác của chị Nhân xuống. Anh thấy như vậy anh mới kêu: "Ba mẹ ơi, ba mẹ, vợ con ngoài đây nè ba mẹ ơi." Mọi người ra nhìn thấy là chỉ thấy ở phía sau lưng của chị Út thôi. Bả ngồi á, cái lưng của bả quay ngược vô trong nhà, mà hai cái chân á, thì quỳ xuống. Còn ở phía trước á, đang thấy là đang dúi dúi giống như ôm cái gì vậy đó. Đi lại gần rồi á, kêu: "Út ơi Út, Út ơi, con làm gì á Út?" Vừa sau khi mà kêu mấy tiếng xong, cái chị kia bả từ từ bả quay cái đầu của bả lại. Thì cái lúc mà quay lại thấy bà khóc nước mắt nước mũi gì vàng giụa rồi. Mà có điều là trên mặt mày của bà dính toàn là máu tươi không à. Càng lại gần thì càng nghe rõ ràng cái mùi máu tươi đó. Và khi cái chị con út á, bà xoay cái phần người của bà qua luôn, thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì á, thấy là chị này á, bà đang ẵm cái đứa nhỏ. Mà sao đứa nhỏ nó bị gì không biết, mình mẩy của nó máu me không. Bà buông một cái tay của bà xuống thì ngay lập tức cái đầu của đứa nhỏ nó đã lăn lông lốc ra khỏi đó rồi. Nó lăn tới vị trí cũng ngay một con dao lớn, thì cái con dao này cũng dính đầy máu luôn. Và khi cái người con út này thấy ba mẹ của mình lại, lập tức là bỏ đứa nhỏ này xuống. Mọi người mới nhìn rõ thi thể của đứa nhỏ là cái đầu của nó đã bị chặt đứt khỏi cái phần thân rồi. Mà cái người chặt chính là ai? Chính là cái người con gái út này. Thấy vậy á, cái ai cũng tá hỏa tâm tư hết trơn hả. Mà cái chị con gái út đó bà sợ, bà kinh hãi, bà hai tay hai chân bà run, bà đứng không nổi đó. Bà nói: "Không có phải con làm, không có phải con làm." Giờ thì cái kiểu nói chuyện của chị con út này đã tỏ ra cái vẻ điên điên dại dại rồi. Sau cùng thì cái đứa nhỏ đó đã bị chết queo vậy rồi, chặt đứt cái đầu còn gì nữa đâu sống. Xong hen, cũng đưa ra xét xử chị này mà cuối cùng là phát hiện bà bị bệnh tâm thần nên là không có đưa chị vô trong trại giam được, mà đã chuyển chị đi qua ở bên những cái trại tâm thần á, cho chị trị bệnh.
Sau cái đợt đó thì ba mẹ ở trong gia đình này rất là đau buồn luôn, vì một ngày vậy mà đã mất đi con gái rượu của mình, rồi cháu ngoại là một cái mối quan hệ lớn đối với ở bên gia đình kia, cũng là đối tác với nhà này nữa. Mà đụng cái thì ba mẹ đó đã mất cả chị lẫn chài rồi. Tới cái khoảng thời gian sau nữa, càng ngày càng nghe nhiều thấy tiếng hát, có bữa thì nghe thấy cái tiếng khóc, tiếng rên rỉ từ ở phía sau giếng nó phát ra. Nghe cái tiếng rên đau thương mà ai oán lắm. Cái tiếng này chính là của chị Nhân đó. Tới thêm tầm khoảng tháng sau nữa thì cái hiện tượng lại bắt đầu xảy ra với chính người ba của chị Nhân. Sau cái vụ mà người con gái mất xong á, ông ba ổng thường xuyên là ổng đi uống rượu, ổng nhậu say xỉn hết. Rồi cái chỗ thời trang ngoài kia buôn bán giải cái nhà may đó là cũng không có còn hoạt động nhiều nữa. Từ từ làm lụng không được cái cũng đóng cửa lại luôn. Và những lần đi nhậu xỉn về á, ba của chị Nhân á, lại có những cái hiện tượng giống như là ma nhập gì đó. Mà cái hồn ma nhập vô trong thể xác của ba chính là linh hồn của chị Nhân. Có bữa thì ở trong thể xác của người ba nghe mà cái giọng á, phát ra chính là giọng của chị Nhân. Ông ba ông mới đi sừng sừng lại ngay chỗ cái khuôn mặt của mẹ mới nói: "Con bắt ổng đi luôn nè, sắp tới mẹ rồi đó." Khi mà nghe cái lúc đó là mặt mày của người mẹ xanh lè xanh lét hết trơn à. Nói xong cái ông ba ông lủi thẳng vô trong phòng nằm ngủ. Mà người mẹ ngoài này cứ có cảm giác sợ hãi, không biết là ông xỉn ông nói xàm hay là ông bị hồn ma của con gái nhập thiệt vậy, không có ai biết luôn. Xong hen ngủ xong hết cái ngày hôm đó, cho tới sáng ngày hôm sau lờ mờ tỉnh dậy thì bà mẹ này không có nhìn thấy chồng mình đâu hết. Mẹ của chị Nhân mới liền chạy vòng vòng trong nhà để mà tìm kiếm. Cho tới cái lúc mà đi ra ở phía sau nhà lại nhìn thấy là chồng của mình đã cắt cổ tay tự tử, mà người thì đang chết ở gần ngay chỗ cái giếng mà ngày xưa chị Nhân chỉ chết nữa. Đúng ngay cái vị trí đó luôn. Mà ông ba này ông chết, hai con mắt của ổng mở trừng trừng ra, còn cái miệng thì quạt lên như rất là sợ hãi, cái miệng cứng đơ hà. Sau khi mà chết xong vậy người ta cũng tới điều tra này kia hen, mà xác nhận là ông này ổng cứa cổ tay rồi ổng tự tử ông chết hà. Mẹ của chị Nhân có làm cỡ nào thì làm chứ cái miệng của ông ba là không có khép lại được luôn, cái miệng cứ hả hoài vậy đó cho tới cái lúc chôn. Khi mà ở trong gia đình này mọi người ly tán, người thì chết người thì điên, chỉ còn lại duy nhất là cái bà mẹ của chị Nhân thôi. Bà mẹ càng ngày bà càng cảm thấy sợ hãi và ám ảnh hơn. Không những là nghe thấy cái tiếng khóc, cái tiếng hát và nghe cả tiếng nói chuyện của chị Nhân ở trong không khí. Và trong cái nhà đó cứ thỉnh thoảng là vang lên tiếng của chị Nhân hoài à. Nghe thấy cái giọng á, tôi về tôi bắt mẹ theo nè. Đi theo luôn đi, cả nhà mình đoàn tụ. Cứ nghe âm thanh đó nó lặp đi lặp lại trong nhà hoài. Thì cái người mẹ này bà đã sợ hãi quá và bà tự đi ra lên trên công an á, bà trình báo cái sự việc là hồi xưa gia đình bà có làm vậy 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 với cái người con gái út, rồi giông hồn hù chọc dữ quá, bây giờ bà sợ lắm rồi, bà muốn khai ra toàn bộ sự thật đó. Sau khi mà nghe chuyện xong xuôi hết vậy hen, người ta mới tiến hành đi lại chỗ cái miệng giếng kia để mà tìm thi thể của cái chị Nhân này đem lên. Khi mà lại lục ở trong cái giếng này thì không hề có một cái xác nào ở dưới giếng đó hết trơn. Ở bên gia đình này thú nhận là đã giết chị Nhân, nhưng mà chị Nhân bây giờ cái xác của bà đâu rồi, tìm đâu có thấy. Thì cái xác của chị Nhân là đã được cái anh Thình, người yêu của chị đem về. Quay trở lại cái giai đoạn trước khi mà chị Nhân chỉ mất hen. Cái bữa hôm đó sau khi mà anh Thịnh với lại chị Nhân này gặp trực tiếp ba mẹ để nói chuyện đó, xin lại giờ cho cưới hỏi luôn đi. Bị đuổi về rồi mà anh Nhân này anh cảm thấy là có chuyện gì đó không ổn. Anh đi một lúc xong anh mới quay trở lại đây. Thì sau khi mà anh quay trở lại nhà, anh đứng lấp ló, đứng nép nép ở bên hàng rào anh coi. Thì sau đó nghe trong này rổn rẽn cái gì đó không biết nữa. Sau cùng á, là thấy chính ba mẹ của chị Nhân á, đã đem cái xác của chị lôi và dục xuống dưới giếng.
Ảnh đã tranh thủ cái khoảng thời gian sau này, lúc mà gia đình sơ hở, ảnh đã vớt cái xác của chị và vớt cái đứa con ở trong bụng của chị Nhân á, đem về nhà rồi ảnh đã an táng ở gia đình của ảnh rồi. Còn những cái hiện tượng ma mị mà những người ở trong gia đình của chị Nhân thấy á, là do cái anh Thịnh kia, ảnh đã đi tới một cái ông thầy bùa để mà ảnh nhờ cái ông thầy á, làm những cái việc đó để mà trả thù gia đình của chị Nhân vì đã đối xử tàn bạo với mẹ con của chị Nhân như vậy. Rồi thì sau khi mà biết được sự việc như vậy xong á, ở bên cái bà mẹ của chị Nhân, cái bà đó bà cũng phát khùng khùng điên điên luôn, không có còn tỉnh táo gì nữa hết. Là cuối cùng ở bên gia đình đó là tan đàn sẽ gánh hết, người thì đã mất và hai người thì bị điên điên khùng khùng như vậy hen. Đó là câu chuyện thứ nhất trong ngày hôm nay. Bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ hai này là mình được một anh tên là anh Minh, anh có gửi lại cho mình. Thì cái lần đó là anh Minh cùng với vợ của anh, hai vợ chồng cưới nhau được thời gian rồi, cái bắt đầu chán chán, liền bút một vé đi lên trên Đà Lạt để mà du lịch, nghỉ dưỡng rồi hâm nóng lại tình cảm luôn. Cái lần đó thì hai anh chị có bút vé trên mạng là bút một cái chỗ này. Bình thường á, là bút khách sạn, bút nhà nghỉ, bút homestay nữa bình thường quá rồi. Hai anh chị muốn trải nghiệm cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Nên anh Minh á, ảnh đã lựa chọn một cái này á, người ta kêu bằng cái bungalow. Cái này á, nó giống như là y chang một phòng trong khách sạn của mình vậy đó. Mà có điều á, cái bungalow này thì nó được xây một mình á, một mình ên nó cục vậy đó, không có gần với ai hết. Ở cái chỗ này á, thì được xây lên trên một cái triền đồi. Ở xung quanh á, là có bốn góc hen, thì hai góc sẽ được xây bằng kính, còn hai góc còn lại á, thì người ta xây bằng xi măng, nhưng mà giả gỗ lên đồi nhìn nó đẹp dữ lắm. Nguyên nhân mà người ta xây ở hai mặt bằng kính như vậy là để khi sáng mình mở cửa ra, mình có thể đón mây rồi mình săn mây, mình ngắm cảnh tại chỗ luôn, không có cần phải đi xa. Ở trong cái bungalow này thì người ta thiết kế nhà vệ sinh rồi đầy đủ hết, y chang là một phòng trong khách sạn vậy đó, không có thiếu gì cả. Diện tích của nó thì cũng vừa thoải mái cho hai vợ chồng của anh chị Minh ở. Giá phòng mà để bút cái này thì nó cũng hơi cao cao hen, cao hơn so với mấy cái chỗ bình thường một chút xíu. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn một tí. Mà có điều đó là những hy vọng của vợ chồng anh Minh thôi. Chứ những cái mà anh chị trải qua nó không có tuyệt vời giống như là hai vợ chồng của anh chị nghĩ. Bữa hôm đó sau khi mà vô nhận phòng là lúc 3 giờ chiều, tới rồi thì người ta cũng dọn dẹp sạch sẽ hết. Hai anh chị chỉ cần xách đồ vô ở thôi. Vô thì cũng tắm rửa rồi cũng để đại đồ đạc đó vậy đó. Rồi sau đó là đi chơi. Đi chơi vòng vòng tới 7-8 giờ tối thì hai anh chị lại quay trở về đây. Nằm ở trong phòng nghỉ ngơi do mới đi nhiều nó cũng mệt quá. Trời cũng tối rồi nên mấy anh chị mới kéo mấy cái màn để mà che hai cái mặt kính kia lại. Khi mà kéo hết mấy cái màn đó thì ở trong phòng này sẽ hoàn toàn kín đáo, riêng tư, chứ không có thấy cái gì ở ngoài hết. Hay là người ta dòm vô cũng không có thấy mình luôn. Anh Minh này anh bắt đầu là anh đi vô trong toilet anh tắm. Ở trong cái toilet đấy, người ta chia thành hai phần. Một cái phần là có cái lavabo để cho mình đi tiểu tiện. Còn ở một bên còn lại là người ta xây lên một cái vách kính để mà mình qua bên đó mình tắm. Thì chia ra hai ngăn vậy đó. Anh này ảnh tắm xong rồi mà đứng bên đây ảnh tắm, ảnh nhìn qua bên ngay cái chỗ lavabo nè, ảnh nghe sao có tiếng nước nó dội cà xà hoài, không lẽ cái lavabo bên đó nó bị hư hay gì. Cứ nghe như là ai đó nhấn cái nút xả nước xuống, nhấn xuống một cái nước nó xả ra cái ào. Trong cái lúc anh đứng bên này anh tắm là anh nghe tổng cộng chắc là 5 lần xả nước vậy đó. Mà sau khi ảnh tắm xong ảnh đi ra thì nó bình thường. Cho tới tầm khoảng 10 rưỡi, ảnh đau bụng, ảnh đi vô trong trỏng, ảnh đi giải quyết nỗi buồn của mình hen. Đang trong cái lúc mà ngồi ở trên cái bồn cầu này để mà ảnh đi vệ sinh, thì ảnh nghe cái tiếng nước nó xối xuống. Cái tiếng nước này là ở bên cái vòi sen, chỗ bên cái bồn tắm, tự nhiên không có ai làm gì hết trơn. Mà nước nó phóng xà 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 từ ở trên vòi sen nó phóng xuống. Ảnh thấy sao kỳ cục dữ vậy ta?
Có mình ngồi đây à, đâu có ai đâu mà nước sao mà nó xả ào ào xuống vậy. Mà ảnh cũng kệ luôn, tại anh đang đi nặng mà. Ảnh đi xong xuôi hết, ảnh mới đi qua bên đó, ảnh nép 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 cho không ướt mình. Và ảnh mới lại ảnh tắt cái vòi sen kia. Thấy là có những cái hiện tượng lạ lạ vậy đó. Mà trong đầu của anh Minh lúc đó cứ nghĩ là trong phòng này nước bị trục trặc thôi, chứ không phải là vấn đề gì lớn. Tới khi mà anh Minh ảnh tắm ảnh đi ra rồi á, thấy vợ của ảnh đang mở một cái bài hát về khung cảnh của Đà Lạt luôn. Và trên tivi nó cũng đang chiếu tới cảnh mấy cái đồi cây này kia rất là đẹp. Ảnh nhìn lên trên đó thì ảnh thấy rõ ràng. Ở trên cái tivi có hai cái bóng đen lộ rõ rõ luôn, mà hai cái bóng đó từ từ đang nhú cái đầu ra, giống như là họ muốn chui ra khỏi cái tivi vậy đó. Anh thấy lúc đó anh hốt hồn hết vía, anh liền chớp mắt lại mấy cái thì đã thấy cái cảnh đó nó quay trở lại bình thường rồi. Anh cũng hơi sợ sợ, hơi rén rén rồi đã nghe, mà chắc nghĩ là mình nhìn nhầm thôi, không có sao hết. Anh nằm anh ngủ cho tới tầm khoảng 1 giờ sáng ngày hôm đó. Thì đang nằm ngủ, ảnh cảm nhận được là vợ của mình á đứng dậy rồi đi ra ngoài, chắc là đi vệ sinh hay gì đó. Ảnh thấy là bên giường chỗ kia nó hơi trống trống. Đi tầm một lúc á thì vợ của ảnh nó mới quay trở lại. Ảnh buồn ngủ quá, ảnh không có mở mắt ra đâu, chỉ là ảnh nằm ở trên nệm rồi ảnh cảm nhận vậy đó. Vợ của ảnh leo lên giường nằm hen, nằm lên trên cái tay của ảnh, hai người ôm nhau ngủ. Ảnh nằm ngủ tới cái lúc nào đó không biết nữa, ảnh thấy gió ngoài thổi vù 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 vù. Mà ảnh thấy sao mà gió ở trong này nó mát quá, ảnh mới lờ mờ ảnh tỉnh dậy. Khi mà ảnh vừa lờ mờ dậy, ảnh phát hiện liền, sao mà có cái gì đó nó lạ lạ vậy ta? Cái người mình đang ôm có phải là vợ mình không? Anh Minh đã nói vợ của ảnh nó nhỏ xíu con hà, mà vợ của ảnh chắc tầm 1,5 m thôi, nhỏ nhỏ mi nhon vậy đó. Mỗi ngày mà anh ôm vợ ảnh là sẽ có cái cảm giác khác, chứ mà bữa nay anh Minh ảnh ôm vợ ảnh, ủa sao cái người này tướng bự dữ vậy ta, mà nặng dữ trời. Đang nằm ở trên cái cánh tay của ảnh vậy nè, mà ảnh cảm nhận nó nặng kinh khủng luôn. Thì ngay lập tức là ảnh mở con mắt ảnh ra anh nhìn. Lúc mà ảnh nhìn á, ảnh thấy cái người đó cũng đang nằm nghiêng bên giống ảnh vậy nè. Mà tóc của người đó thì dài thòn à, trong khi vợ ảnh tóc chỉ để qua vai chút xíu. Cái lúc á mà tóc á, nó dán dán qua bên, ảnh nhìn lên trên cái phần má của người đó thì thấy cái má nó xanh lè xanh lét à, mà cái mặt này không phải là mặt của vợ mình rồi. Khuôn mặt của chị vợ thì bả vi lai bả nhỏ xíu người à, mà bây giờ anh tưởng tượng anh đang ôm một người nào đó mà cao chắc cả 1,7 m gì đó, mà người thì bự dữ lắm. Anh hết hồn hết vía, anh đứng hình luôn, mà trong khi vợ cả người của anh không có cách nào nhúc nhích được hết cả. Lập tức ngay lúc đó thì ở ngoài lại gió hù 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 nữa. Khi mà gió thổi lớn vậy, ảnh nằm ở đây mà ảnh tưởng tượng như là xung quanh không có cái vách tường nào hết trơn, gió thổi phạt vô trong mặt ảnh. Mà có thêm một cái điều kỳ lạ vậy nghe, ảnh cảm nhận gió thổi thì ảnh đang ở trong phòng mà, gió thổi ngoài thì kệ đi. Nhưng mà cái điều lạ, gió thổi mà cái rèm ở trong này nó bay phất phới, nó dạch 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 lên vậy nè. Ảnh nhìn là ảnh hơi ớn hồn rồi. Và ngay cái lúc cả người của ảnh bị cứng đơ, cái người nào đó đang nằm lên trên tay của ảnh, ảnh dòm ra ngoài, ảnh còn thấy có hai ba cái bóng đen đang đứng ở sau cái lớp màn đó. Mấy cái bóng đó đen thui à, ảnh dòm không có biết là trai hay là gái gì hết trơn á. Mấy cái bóng đó hen cứ đi tới đi lui xung quanh hai cái mặt kính á, cứ đi tới đi lui rồi chà chà lên trên kính giống như con thằn lằn vậy đó. Họ đi thêm một lúc nữa thì vợ của ảnh mới đi ra. Vừa khi mà vợ của ảnh ra thấy ảnh hai con mắt thò lỏ mà nằm cái tướng lạ quá, vợ ảnh mới lên tiếng hỏi, ủa anh Minh anh chưa ngủ hả anh? Vừa khi mà nghe cái tiếng của vợ mình, cái tay của ảnh mới được nhẹ nhàng hẳn. Ảnh nhìn xuống thì ảnh không có còn ôm một cái người xa lạ nào nữa, mà ảnh cảm nhận nghe cái tay mà nãy người ta nằm lên á, nó nhức kinh khủng nhất luôn. Ảnh nhìn ra ở ngoài mé màn á, cũng không có còn gió thổi gì hết, và cũng không có nhìn thấy những cái bóng đen kia nữa. Ảnh rất là sợ hãi rồi. Ảnh ngồi bật dậy hen, mà cái mặt của ảnh nó xanh như cái tàu lá chuối vậy đó. Ảnh ngồi mà ảnh run, nhưng mà chưa có dám kể lại cho vợ ảnh nghe đâu, vì á, vợ của ảnh là còn sợ ma gấp mấy lần ảnh nữa. Ảnh ráng tự trấn an mình, sau đó anh cũng nằm xuống anh ngủ.
Ngủ đâu tầm khoảng 3 giờ mấy, ảnh nghe thấy tiếng sột soạt sột soạt. Lúc này bị cái tiếng đó đánh thức, ảnh mới lờ mờ ảnh dậy. Do sớm giờ đã bị những cái hiện tượng kỳ cục rồi, nên nghe cái âm thanh anh này ảnh nhảy lắm. Ảnh vừa mới mở mắt ra thì ảnh thấy có ba bốn cái bóng đen đang chụm lại ở ngay chỗ vị trí cái bàn mà ảnh để đồ á. Ở cái bàn đó thì hồi chiều á, là chị vợ bà có mua mấy cái bịch bánh để mua mấy ít đồ ăn vặt á, đang để trên bàn đó. Và những cái bóng đen kia đang chụp bốc ngấu nghiến lấy cái phần đồ ăn của chị này bà mua. Trời ơi anh này anh thấy ngay lúc đó mấy cái bóng đen á, nó đen thui luôn nghe, mà có thể nhìn xuyên qua được cái bóng đen đó. Anh nhìn anh thấy ba bốn cái bóng đen đó cứ cụi cầm cụi rồi ăn vậy đó. Anh rất là sợ hãi, anh ngồi anh dí sát vô trong góc này. Anh sợ quá anh không biết làm sao, cứ trâu trố mắt vậy đó dòm. Thì ngay lập tức là mấy cái bóng kia người ta phát hiện anh này đang dòm họ. Thì có một cái bóng mới quay liếc qua nhìn ảnh. Cái lúc mà quay liếc qua, ảnh nhìn thấy cặp mắt của cái bóng đen đó, nó trắng, nó sáng y chang là cái tia laser vậy đó. Nhìn thấy ghê dữ lắm. Rồi bụp một cái là cả ba cái bóng đen này ngay lập tức biến mất ở trước mặt ảnh luôn. Anh hốt hoảng lắm, anh chạy lẹ lẹ lại, anh ấn cái công tắc đèn, anh mở lên liền. Khi mà anh vừa mở cái đèn lên, anh thấy cái bịch bánh mà bánh bông lan, trứng muối rồi mấy cái đồ chị mua lặt vặt á, nó bị rối tung hết rồi. Mà mấy cái phần đó, có mấy cái bánh bông lan, nó đã lên mốc mốc trắng mà nó hôi thiêu nữa. Thôi cái lúc này quá là ớn rồi. Sợ dữ lắm, mà vợ của anh thì vẫn còn nằm ngủ ngon ơn à. Chỉ là chị bị cái ánh sáng của cái đèn chói mắt á, rồi chị mới dậy. Ớn quá nghe mà anh cũng chưa dám kể cho vợ anh nghe đâu. Anh nói thôi thôi không gì đâu em, nằm xuống ngủ đi. Anh tắt đèn, anh nằm anh bấm điện thoại cho tới sáng luôn. Rồi trong cái bữa hôm đó là hai vợ chồng á, chuyển đi chỗ khác, không có dám ở tại chỗ đó nữa. Rồi thì đó là toàn bộ cái câu chuyện thứ hai mà anh Minh ảnh gửi lại cho mình. Trong một lần ảnh đi chơi ở Đà Lạt, tính book một cái view vậy đó cho đẹp đẹp hen, ai dè book được một cái view ma quỷ không. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái câu chuyện thứ ba hen. Câu chuyện này là như được một chị gửi lại cho mình. Chị nói cái sự việc này là do ba mẹ của chị kể lại, xảy ra với chính ba mẹ của chị luôn. Ba của chị thứ ba nên là chị kêu Như gọi chú là bằng chú ba đi. Vào cái giai đoạn đó, cái chị gửi chuyện về cho mình nó chưa có được sinh ra, mà chị đang nằm ở trong bụng của mẹ chị á. Hai vợ chồng của chú ba khi đó là nhà nghèo ơi là nghèo luôn, ở trong nhà thậm chí không có cái mà ăn nữa. Mặc dù chú ba đi làm lụng nó cũng vất vả dữ lắm mà tiền bạc không có đủ xoay sở. Vào cái thời điểm đó thì vợ của chú ba đang mang bầu cái chị mà gửi chuyện về cho mình nè. Lúc đó thì gia đình khốn khó quá, chú ba đi làm bình thường không đủ. Buổi tối chú ba sẽ đi mò cá thêm. Có một cái bữa đó chú ba đi mò cá bắt cá, vô tình chú ba đã bắt được một cái con rắn này. Khi mà chú đi dọc dọc trên bờ, chú thấy là có nguyên một cái con rắn hổ mây rất là lớn, mà kỹ năng của chú cũng giỏi, chú đã bắt được cái con rắn hổ mây đó. Sau khi mà đem về thấy con rắn này cái bụng nó cũng bự bự rồi, mà mò vô trong phần bụng hình như là có trứng ở trong đó nữa. Chú biết là con rắn này nó đang mang bầu. Khi mà bắt được con rắn này, điều đầu tiên mà chú ba nghĩ tới là sẽ bán con rắn này có tiền rồi mua đồ ăn ngon về bồi bổ cho vợ. Chứ vợ vợ mình cũng bầu bì, con rắn nó cũng có bầu mà phải ưu tiên vợ mình trước chứ, con rắn thì kệ nó. Chú ba bắt về đó để trong nhà chứ chưa kịp bán. Thì trong cái đêm ngày hôm đó, vợ của chú ba mới nằm mơ thấy một giấc mơ. Sáng dậy là vợ của chú hỏi chú: "Ủa chồng ơi, bảo anh bắt được một con rắn mà nó có bầu hả?" Chú ba mới nói: "Ừ đúng rồi, anh bắt được con rắn hổ mây nó bự chảng luôn mà nó có bầu em ơi." Vợ của chú ba mới nói: "Thôi nó có bầu thì anh thả nó ra đi, chứ ngày hôm qua em mơ giấc mơ ghê quá à." Chú ba mới hỏi là vợ của mình mơ làm sao. Thì cô vợ cũng mới kể lại: "Ngày hôm qua em thấy cái con rắn đó nó hiện ra mà nó biết nói chuyện anh ơi. Nó kêu á là hai vợ chồng mình thả nó đi đi. Thả nó đi đi rồi có gì nó sẽ trả ơn sau." Mới đầu thì em thấy là anh không có thả nó đi.
Thì sau đó em thấy con của mình đẻ ra, tự nhiên trên người nó có mấy cái dẫy dẫy, y chang là dẫy rắn vậy đó anh ơi. Em thấy mà em sợ quá. Thôi anh thả nó đi, nó bầu bì, vợ mà anh bán nó, người ta giết nó là một xác không biết bao nhiêu mạng luôn, nó mang bầu cũng nhiều lắm. Thôi anh thả nó đi đi. Cái này mình bắt không được thì thôi mình bắt cái khác, mình bắt cá ăn thôi cũng được rồi anh. Chú ba thì cũng tiếc dữ lắm, bắt được con rắn này bán mà đổi là sẽ rất là nhiều tiền. Mà giờ vợ của mình bầu bì vậy đó mà còn kêu là thả con rắn kia nữa. Chú ba cũng suy nghĩ nhiều lắm, thôi rồi cũng quyết định là thả con rắn đó đi, dù rất là lưỡng lự và tiếc hen. Qua cái ngày hôm sau nữa, khi mà thả con rắn rồi á, vợ của chú ba lại nói với chú: "Chồng ơi, hôm qua em mơ thấy con rắn đó nữa. Nó kêu anh á, ngày mai á, anh đi bắt cá thì anh cứ đi theo cái hướng mặt trời lặn á, anh đi theo hướng đó rồi anh bắt đi. Nó nói với em vậy đó." Thì qua cái bữa hôm đó, chú ba ổng đi làm về rồi á, xong nghỉ ngơi ăn uống xong chút xíu hen, cũng chuẩn bị xách cái giỏ, soi đèn và đi bắt cá. Nghe theo lời của con rắn kia cũng bán tín bán nghi vậy đó, cũng đi dọc theo cái hướng mặt trời lặn. Đi cho tới ở ngay cái chỗ đó thì ở chỗ này toàn là mấy cái bụp dừa không à. Chú ba mò dần dần lại đó xong mới phát hiện ở đó quá trời cá luôn. Có nguyên một cái ổ cá lóc mà con nào con nấy là bự cành cành bằng bắp chân của mình không à. Mà có thêm nhiều con cá khác nữa, nó chỉ xoay quẩn quẩn ở trong một cái vị trí đó mà chú ba ông bắt ông nói là giác bằng bao về luôn, nguyên một đống cá bắt về. Thì sau khi mà bắt được nhiều vậy đó là về chú ba cũng bán cái số cá đó đi, là cũng có tiền á, mua đồ bồi bổ cho vợ chú ba rồi. Thì có thể điều đó là cái con rắn đó nó hiện ra rồi nó chỉ chỗ cho chú ba bắt được nhiều cá vậy để mà nó trả ơn. Qua mấy ngày hôm sau á, chú ba vẫn đi theo cái con đường đó, đi theo cái hướng mà mặt trời lặn đó để mà bắt mấy con cá. Thì qua liên tục một tuần sau luôn, ngày nào chú ba cũng bắt được rất là nhiều, đem bán có tiền và bồi bổ cho vợ mình. Chú cũng rất là mừng, nhưng mà sau một tuần đó nữa thì chú ba đi bắt là đã quay lại cái trạng thái bình thường rồi. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn trong ngày hôm nay mà chị này chỉ gửi lại cho mình. Hồi đó mà không biết ba mẹ của chị bán cái con rắn đó rồi người ta mần người ta giết nó, thì khi mà chị này chưa sinh ra ở trên người của chị liệu có mấy cái dẫy rắn giống như là mẹ của chị nằm mơ hay không nữa. Rồi thì đó là câu chuyện thứ ba ha, bây giờ mình cũng sẽ đi qua cái câu chuyện thứ tư luôn. Câu chuyện này là cũng do chính chị này chỉ gửi lại cho mình, kể về một lần mà cái sự việc này xảy ra với ông ngoại của chị. Hồi trước á, ông ngoại có làm cái nghề là hai bữa tối hay đi cắm câu lắm. Ông ngoại cứ xách theo mấy cần câu nhỏ nhỏ vậy đó rồi đi dọc theo mấy con mương, chỗ nào mà thấy là canh có cá đó thì ông ngoại sẽ vô đó và cắm câu. Bữa hôm đó ông ngoại đi tầm lúc 9 giờ mấy tới ngay cái chỗ này để mà cắm câu, thì á, trong cái lúc mà đang lui cui cắm cái cây cần câu vô trong ở cái mé đất, thì ông ngoại nhìn thấy rõ ràng là ở ngay đầu mũi xuồng của ông ngoại có một cái gì đó đang nổi lềnh bềnh lên. Ông ngoại đi gần 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 lại thì ông ngoại phát hiện tá hỏa tâm tư luôn. Cái mà ông ngoại thấy lềnh bềnh chính là một cái xác chết trôi. Mà cái xác này cái mặt thì đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước vậy nè. Không phải là nổi thẳng lên trên mặt nước đâu, nó còn chìm ở dưới mặt nước. Mà cái mặt của cô gái đó là cứ lâu lâu trồi lên một chút xíu. Cái ánh sáng ông ngoại ông chĩa vô thấy trời ơi, cái mặt cô đó nó trắng xác mà nó tái chạch nhìn thấy ghê lắm. Cuối cùng xong hen thì cũng báo công an này kia đồ người ta cũng xuống. Và người ta đem cái xác này lên ở trên xã. Ông ngoại do là ông ngoại phát hiện cái vụ việc này nè, cũng cũng đi lên trên trển khai báo lời khai vậy đó. Qua mấy bữa sau, ông ngoại ông biết cái chỗ đó hôm bữa có người chết ghê quá, ông ngoại đâu có dám đi lại đó cắm câu đâu. Cho tới đúng một tuần sau luôn, thì khi ông ngoại đã cảm thấy đỡ sợ rồi, bữa hôm đó ông ngoại mới bắt đầu là đi xuồng lại ngay chỗ cái gốc hôm đó để mà cắm câu nữa. Vì ở cái chỗ đó là thường ông ngoại sẽ bắt được rất là nhiều cá, nên là ông ngoại muốn đi lại đó. Sau khi mà cắm được phân nửa ở cái chỗ này xong á, ông ngoại mới nghe thấy cái tiếng nói.
Ủa, ông anh hay đi cắm câu đây lắm hả? Ông ngoại nghe tiếng vậy đó thì ông ngoại mới trả lời, vừa cặm cụi vừa làm trả lời đó. Ừ, tôi hay đi cắm chỗ này lắm, ở chỗ này cắm cũng được cá. Sau khi mà trả lời xong, cái ông ngoại mới sực mình nhớ ra, ủa, ai hỏi mình vậy ta? Ai nói chuyện vậy ta? Cái ông ngoại mới quay vòng vòng dòm, thì khi ông ngoại dòm lên là đang ngồi ở trên cái mé bờ đất đó, chính là cái hình ảnh của một cái người phụ nữ. Người phụ nữ này chính là cái người mà hôm bữa ông ngoại ổng vớt xác ở ngay chỗ này nè. Hôm bữa ông ngoại ổng thấy mà nên nhìn cái mặt cái là ổng nhớ liền. Khuôn mặt của người phụ nữ đó nó trắng chạch nè, mà có phần những cái da nó hơi bị nhăn nhúm lại một chút xíu. Giống như là khi mà mình đi bơi hay là mình tắm, mình ngâm tay, ngâm cơ thể của mình vô trong nước nhiều quá thì da thịt của mình nó sẽ bị tớp tớp lại giống vậy đó. Và cái người phụ nữ kia, da thịt của cổ cũng đang bị tớp tớp lại giống y chang là khi mà mình ngâm nước luôn. Ông ngoại vừa thấy lúc đó là ông ngã ra ngoài xuồng rồi ông té liền. Ông biết là mình gặp ma rồi, ông ngoại ông mới nói: "Trời trời cô ơi cô, tôi không có làm gì cô hết trơn á nghen, cô đừng có hù chọc tôi nghen. Trời ơi tôi đâu có làm gì cô đâu." Ông ngoại ông vừa nói vừa xin là cô kia đừng có hù chọc cổ. Thì cái cô kia vẫn ngồi thản nhiên ở trên bờ đất đó nói: "Ông anh ơi, tôi đâu có hù chọc gì ông anh đâu. Tại vì tôi chết mà tôi chết oan lắm ông anh ơi." Cô này ở trên đó cổ cứ nói liên thiên vậy đó, trong khi là ông ngoại ở đây cũng thấy ma ông sợ ông chết rồi. Ông ngoại định là sẽ lấy cái tay phạt vạt rồi bơi cái xuồng đi, nhưng mà ông ngoại có bơi vòng vòng, nhưng mà ông ngoại có cố hết sức bơi, cái xuồng nó cứ quay vòng tròn không à, không có đi miếng nào hết trơn. Cái cô kia cũng mới nói: "Ông anh giúp tôi yên việc được không?" Lần này biết không thoát rồi, ông ngoại ông mới hỏi cô đó: "Ừ cô muốn gì cô nói đi, cô đừng có hù tôi nghe, tôi sợ quá." Cô đó cũng mới nói: "Tôi chết oan lắm ông anh. Tôi bị thằng chồng của tôi với con nhỏ bồ nhí, nó giết tôi rồi nó giục tôi trôi xuống tới đây nè. Ông anh á, ông anh báo công an giùm tôi đi. Ông anh nói tôi là tôi tên vậy đó, tôi ở ngay chỗ đó đó. Ông anh chỉ cần nói vậy thôi để cho tôi về nhà là được rồi." Ông ngoại á, khi mà thấy cô đó ngồi vậy đó, không có kiểu gì hù chọc mình thì thôi, ông ngoại cũng đỡ sợ. Từ từ ông ngoại bình tĩnh lại rồi, nghe cái câu chuyện mà cô đó cổ kể, thì ông ngoại lại cảm thấy là thương xót cho cổ hơn. Cổ kể chi tiết luôn nghe, là cô này á, nhà của cổ là ở trên trung tâm á, nhà của cổ thì cũng khá giả dữ lắm. Mà chồng của cổ lại đi ngoại tình, rồi sau đó bị cổ phát hiện ra. Cổ đã bị chính cái người chồng của mình nó giết chết. Cái người chồng kia đã cùng với nhỏ bồ nhí và giục cái xác của cổ nó trôi từ từ xuống tới vùng quê này nè. Sau khi mà biết sự việc đó, ông ngoại cũng rất là thương và đồng cảm cho cô này. Nhà của cổ là cũng giàu có lắm đó. Ở bên kia giục cái xác của cô này đi là ông chồng ông muốn chiếm đoạt hết cái số tài sản của cổ. Nên giờ là cổ có ý cổ muốn nhờ cổ nhờ ông ngoại lại lên trình báo đi để người ta đưa cái xác của cổ về nhà. Nhưng mà hôm rải cái sự việc này xảy ra cũng lâu lắm rồi, cái xác của cổ người ta đã đem lên ở trên nhà xác, người ta giữ lạnh và vẫn còn để ở trên đó luôn. Do cái vụ này không có điều tra được nên người ta đem lên trên nhà xác ta để trển gì đó. Khi mà biết chuyện vậy rồi, nghe cái lời người ta nhờ mình giúp đỡ gì đó, thì ông ngoại ổng mới nói với cái vong hồn đó: "Tôi biết là cô chết oan vậy, hay là tôi lên đó tôi báo với công an, tôi nói hết mọi chuyện nghe, để cho người ta điều tra rồi người ta bắt cái cặp gian phu dâm phụ đó để cho cô siêu thoát. Chứ mà giờ tôi cho cô về nhà, cô định là cô sẽ trả thù cái cặp đó phải không? Thôi, cô đừng có làm vậy, cô mà làm vậy là cô mang nghiệp đó, cô không có đi đầu thai được đâu." Cô kia cái mặt của cổ buồn hiu à, tự nhiên thấy là cổ hai cái hàng nước mắt lăn dài của khóc. Cái giọng của cổ hơi nghẹn nghẹn, cổ nói: "Tôi muốn tự tay tôi trả thù." Cổ nói vậy đó, sau đó bụp cái thì cổ biến mất. Ông ngoại ở đây chưng hửng à, thôi giờ ớn quá ông ngoại cũng đi về luôn, không có dám đi cắm câu nữa. Qua liền cái ngày hôm sau thì ông ngoại mới đi lên trên chỗ công an á, ông ngoại đi trình báo, nói là cô đó cô bị vậy đó vậy đó. Nguyên nhân mà cổ chết á, là bởi vì cổ đã phát hiện ra
chính chồng của mình và một cái người nhân tình khác đang ngoại tình với nhau. Cô phát hiện ra thì cô đã bị chồng của mình đánh lên trên đầu và đã mất. Lên trình báo, ông ngoại nói là ông ngoại gặp ma, gặp vong hồn của cô đó đó, rồi cô nói vậy đó. Người ta cũng biết thì người ta không có ghi nhận lại, chứ gặp ma mà ghi nhận sao giờ. Theo cái chỉ dẫn của ông ngoại, người ta đã rất là nhanh chóng bắt được người chồng kia và cái cô nhân tình, và mọi chuyện đã được phơi bày. Cái xác của cô này cũng được đem trở về nhà của cổ, được an táng đàng hoàng rồi. Và sau đó tầm khoảng một tuần á, thì ông ngoại có nằm mơ thấy một giấc mơ. Ở trong giấc mơ đó, ông ngoại nhìn thấy cái cô gái kia hiện về. Mạng vợ cổ mặc đồ rất là đẹp rồi nghe, ở trên tay là còn đeo vàng vòng, mặt mày đồ nhìn cũng đỡ hơn hồi đó rất là nhiều. Thì cô kia cổ hiện về và cảm ơn ông ngoại nhiều lắm, vì ông ngoại đã ra tay giúp đỡ cái vong hồn tội nghiệp như là cổ vậy. Rồi thì sau đó ông ngoại cũng rất là vui mừng luôn, vì mình đã có thể giúp được một cái hồn ma mà người ta chết oan ức như vậy hen. Câu chuyện này cũng là câu chuyện cuối cùng trong ngày hôm nay luôn. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay, nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp. Và quý anh chị yêu thương Như thì quý vị hãy bấm cái nút chia sẻ để chia sẻ video này đến những khán giả, những bạn bè, người thân của mình hen. Hôm rày là Như đi học về trễ dữ quá nên là chưa có kịp trả lời bình luận của quý vị. Quý vị cứ yên tâm, quý vị coi clip của Như, quý vị cảm nhận là cái clip này sao, những câu chuyện đó làm sao đó, thì quý vị hãy để lại ý kiến của mình. Trong vòng thời gian sớm nhất thì Như sẽ trả lời hết tất cả những bình luận của quý vị luôn nghe. Như cảm ơn quý vị đã dành tình cảm cho kênh của Thiên Như rất rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị ở tập sau và mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối thiệt là vui vẻ, thiệt là thư giãn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye quý vị.